Đây, ưu tiên cho khách VIP của em. Anh muốn xem coi ngọt có ngon không. Cảm ơn em nha. Dạ. Ngon lắm. Anh làm gần đây hả? À, cũng gần đây thôi em. Dạ. Mà anh có gia đình chưa? Người ta toàn là chê anh không à. Cho nên cho tới bây giờ anh vẫn sống độc thân. Anh như vậy mà chê anh hả? Thật hay giỡn á anh? Anh nói thật chứ giỡn gì em. Xin lỗi em nha, anh có điện thoại. Dạ. Dạ. Tôi tới liền. Anh gửi tiền cà phê em. Nó khỏi thối. Anh có công việc đi gấp. Anh, dạo này công việc anh làm có vất vả lắm không anh? Không em. Bởi vì em là liều thuốc bổ của anh. Anh làm không biết mệt luôn á. Xạo quá. Nè, em cầm lấy đi. Ở đâu mà anh có nhiều vậy? À, tiền anh kiếm được. Em cứ thích mua sắm cái gì thì mua. Thật hả anh? Anh nói thật mà. Anh lo cho cưng được mà. Em cảm ơn anh. Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo và bị hại quen biết nhau trong một hoàn cảnh như thế. Vậy mối quan hệ giữa bị cáo và bị hại như thế nào? Dạ thưa hội đồng xét xử, sau một thời gian quen biết nhau, trong lòng bị cáo đã nảy sinh tình cảm với bị hại. Có chuyện này không biết anh có nên nói với em hay không. Có chuyện gì mà mặt anh buồn vậy? Anh làm sao nói lẹ cho em nghe. Thu à? Dạ. Anh không thể sống thiếu em được. Anh muốn cưới em làm vợ. Vậy mà em cứ tưởng đâu chuyện gì quan trọng lắm. Với anh thì nó rất là quan trọng. Bởi vì em là cả cuộc đời của anh. Em có biết không? Nhưng mà không nhưng... có nhân gì hết. Đây là số tiền 50 triệu. Anh đưa cho em để chuẩn bị làm lễ đính hôn. Em cất đi. Thật không anh? Anh nói thật mà. Nếu mà có thiếu á thì em nói cho anh biết nha. Dạ. Em cảm ơn anh. Dạ thưa hội đồng xét xử, bởi vì sắp là vợ chồng nên bị cáo tin tưởng đưa cho bị hại rất nhiều tiền. Vậy bị cáo đã đưa cho bị hại bao nhiêu tiền? Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo đưa cho bị hại 170 triệu đồng. Vậy số tiền đó bị cáo lấy ở đâu ra? Dạ, dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo ăn cắp vật liệu nơi bị cáo làm thuê. Tại sao bị cáo lại làm như thế? Dạ thưa hội đồng xét xử, là bởi vì bị cáo muốn chứng tỏ mình là người có điều kiện. Sau 49 năm, đây là lần đầu tiên anh Lân cảm thấy mình hạnh phúc. Anh hạnh phúc vì mình sắp được làm chồng. Anh sắp có một gia đình đúng nghĩa. Em thấy đây không? Đồng không đẹp lắm á. Thấy không? Cảnh nó đẹp quá trời lắm. Đi nhanh lên em. Chờ anh mở cửa nha.
Đây là đâu vậy anh? Nhà của mình đó em. Hả? Cái này mà là nhà á hả? Nhà của anh đó. À không phải, nhà của chúng ta, tổ ấm của tụi mình đó em. Làm sao em có thể sống ở đây được hả anh? Em à, có anh ở đây em cứ yên tâm, anh sẽ lo cho em hết mà. Đi nhà đi em. Đi. Tôi không thể sống với ngôi nhà gách nát hôi thối này. Một đêm là đã quá đủ với tôi rồi. Thu à, sao em lại nói như vậy? Đây là nhà của chúng ta mà, anh sẽ sửa sang lại. Tôi không thể chờ được thế ngại, không cưới xin gì nữa hết á. Tôi không thể sống ở đây được nữa, anh có hiểu không? Thu, anh buông tôi ra đi. Thu, dạ thưa hội đồng xét xử, bị chê là nghèo, bị cáo rất là tức giận. Nhưng vì bị cáo yêu bị hại thật lòng và muốn tiến tới hôn nhân nên đã bỏ qua tất cả. Sau một tuần bị hại bỏ đi, bị cáo suy nghĩ rất nhiều và quyết định đi tìm bị hại, xin bị hại quay về để làm đám cưới. Em mời anh uống cà phê. Em xong việc chưa? Em chưa, em còn 45 phút nữa, chịu khó chờ em nha anh. Em chờ được mà. Ok anh, uống cà phê nha. Chiều nay á, về mình đi chơi nha. Ok anh. Cưng quá trời luôn á. Em xin lỗi. Alo. Alo, Thu hả? Em xin lỗi, anh nhầm số rồi. Anh lấy đi. Ủa mà anh? Mới có một tuần không gặp. Mà cô ta nỡ đối xử với mình như vậy sao? Ê! Ông là ai vậy? Tao á là chồng sắp cưới của Thu. Tao cấm mày quan hệ với Thu. À, tôi nhớ ra ông rồi. Ông là ông Lân Tù đúng không? Mày nói cái gì? Để tôi nói biết. Ông á là một cái thằng á vào tù ra tội, nghèo nữa. Con Thu nó bỏ ông á. Đúng rồi. Mày cấm mày xúc phạm đến danh dự của tao đi chưa? Ông có ngon á thì ông làm cho con Thu bỏ tôi nè. Theo ông mày. Chứ ông đừng có đứng ở đây mà quấn tôi. Thu, anh đi tìm mẹ mãi, bây giờ mới gặp. Anh tìm tôi để làm gì? Về với anh đi em. Về cái nơi nghèo ấy hả? Anh sẽ chịu khó làm ăn, rồi tụi mình sẽ có em à. Chắc là tới kiếp sau hả? Ủa, số nữ trang anh mua cho em đâu hết rồi? Tôi bán để mua xe, mà còn không đủ nha. Tôi phải vay anh Cường 20 triệu, mà anh Cường hứa là cho tôi luôn. À, thì ra em chỉ tiền mà đi theo nó. Đúng. Anh có tiền, tôi cũng sẽ đi theo anh. Thôi anh đi về đi, tôi phải làm đây. Anh đi về đi. Anh đi đi. Thu. Anh đến đây để rước em về. Anh đang mơ à?
Không, là thật đó em. Anh vừa quyết định bán miếng đất ở dưới quê. Anh sẽ cho em 20 triệu để trả cho thằng Cường. Còn lại 130 triệu anh cho em làm vốn mở quán cà phê. Thật không anh? Anh nói thật mà. Đi theo anh về dưới quê đi, rồi tụi mình tổ chức đám cưới nha em. Anh nói thiệt không? Nói thật. Dạ. Tiền em đâu? Tiền à? Anh hứa anh về đây anh cho em 20 triệu mà. Lát nữa họ mang tiền ra đặt cọc, anh sẽ đưa cho em. Bây giờ em vô nhà đi, anh đi có chút việc. Anh đi nhớ về sớm nha. Em. Anh, sao chờ lâu quá không thấy ai mang tiền qua cho mình? Em chịu khó chờ họ một chút. Chờ khi nào hả anh? Alo. Em qua lại Lân tù đúng không? Anh nói cái gì? Ai tù? Thằng Lân nó đi tù, nó làm gì nó có tiền, nó lừa em đó. Anh nói thiệt hay nói giỡn? Anh nói thiệt chứ giỡn đâu mà giỡn. Anh giấu tôi đúng không? Anh đâu có giấu cái gì em đâu. Anh giấu tôi đúng không? Ai là thằng tù tội? Tại sao anh giấu tôi? Anh nói đi, tại sao? Ai là thằng tù tội? Tôi cắn được con. Ai là thằng tù tội? Không được xếp phạm tôi nha. Ai là thằng tù tội? Bị cáo nói là yêu thương bị hại rất nhiều. Vậy tại sao bị cáo lại ra tay sát hại người mình yêu thương như vậy? Như thưa hội đồng xét xử, cho đến bây giờ bị cáo cũng còn rất yêu bị hại. Bị cáo yêu bị hại là thật lòng. Cho nên khi biết được sự thật bị hại đến với bị cáo là chỉ vì tiền, không hề có một chút tình cảm nào, lúc đó bị cáo quá tức giận và không thể chấp nhận đây là sự thật, nên bị cáo đã cầm búa đánh nhiều nhát vào đầu cô ấy. Vậy sau khi ra tay sát hại xong, bị cáo đã phi tang xác của bị hại và có ý định muốn bỏ trốn, có đúng không? Dạ thưa hội đồng xét xử, vì sao phải đi tù lần hai cho nên bị cáo đã làm như vậy? Dạ thưa hội đồng xét xử, những ngày sau đó lương tâm bị cáo vô cùng rai rứt. Bị cáo đã tìm đến mộ thắp hương và mong được thứ tha. Mời luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày quan điểm tranh luận. Kính thưa hội đồng xét xử, vì nóng giận nên bị cáo đã có hành vi vi phạm. Thế nhưng trước khi áp dụng hình phạt, tôi kính mong hội đồng xét xử hãy xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như sau. Đề nghị áp dụng điểm B khoản 1, điều 46, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đề nghị áp dụng điểm B khoản 1, điều 46, người phạm tội tự nguyện sửa chữa và khắc phục hậu quả. Đề nghị áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2009. Tôi xin hết. Mời luật sư ngồi xuống. Mời đại diện viện kiểm sát trình bày quan điểm đối đáp.
Thưa hội đồng xét xử, luật sư xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì cho rằng do bị cáo hành động trong cơn tức giận là không phù hợp với diễn tiến khách quan của vụ án. Bị cáo đã từng có tiền án tiền sự, sau khi hoàn lương để có tiền, bị cáo sẵn sàng lấy cắp vật liệu của chủ nhà đem bán. Hơn thế nữa là sau khi ra tay sát hại, bị cáo đã không thành khẩn khai báo mà lại phi tang chứng cứ nhằm thoát tội, nên không thể giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được. Tôi không tranh luận gì thêm, đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Ý kiến của luật sư bào chữa và đại diện viện kiểm sát, hội đồng xét xử sẽ xem xét trong phần nghị án. Đến đây, tôi tuyên bố kết thúc phần tranh luận và chuyển sang phần nghị án. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án tử hình. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án cũng như tất cả các lời khai trong phiên tòa ngày hôm nay, hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo phạm tội giết người và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, áp dụng điểm Q, điểm P khoảng 1 điều 93, áp dụng các điểm E, điểm G khoảng 1 điều 48, áp dụng khoảng 1 điều 139. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lân tử hình về tội giết người, 2 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình. Ngoài hình phạt tử hình, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Tổng số tiền là 140 triệu đồng. Thay mặt hội đồng xét xử, kết thúc phiên tòa. Giấc mơ về một gia đình có vợ và những đứa con của người đàn ông này không bao giờ trở thành hiện thực. Một cái giá phải trả cho hành động trong lúc tức giận, một cái kết buồn cho một câu chuyện tình yêu. Kính thưa hội đồng xét xử, vì bị hại Lê Thanh Điền là Việt Kiều, hiện đang sống và làm việc ở nước ngoài, nên không thể có mặt tại phiên tòa ngày hôm nay. Bị hại đã có đơn xin vắng mặt. Bị cáo Nguyễn Thành Hưng đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bị cáo biết bị hại Lê Thanh Điền trong trường hợp nào? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo biết bị hại khi đến thuê nhà của bị hại. Anh đừng lo, sau khi ký hợp đồng thuê nhà này xong á, chúng tôi sẽ trang trí lại đẹp hơn. Nhiều khi lần sau anh về á, chưa chắc anh nhận ra đây là nhà của mình nữa đâu. Thật ra thì lúc đầu tôi muốn kinh doanh lâu dài, cho nên á mới sửa cái nhà thành cái quán như vậy nè. Hết tâm huyết của tôi rồi đó. Nhưng mà ngặt nổi vợ tôi cứ bắt tôi về bên đó, cho nên mới đành mang cho anh thuê đó. Tôi hiểu mà. Thôi, bây giờ tôi giao hết toàn bộ quyền sử dụng cái nhà này, quán này cho anh. Anh chỉ cần mỗi tháng chuyển tiền cho tôi đúng hạn là được. Tôi cũng là dân làm ăn, cho nên nhìn cái quán là tôi biết tâm huyết của anh như thế nào rồi. Cũng chính vì sự đồng cảm trong kinh doanh nên tụi tôi mới quyết định thuê cái nhà này. Còn về chuyện tiền á, anh cứ an tâm, tụi tôi sẽ làm theo đúng hợp đồng. Ok, vậy là tốt rồi đó. Đây có hợp đồng, có hai bản, tôi soạn sẵn rồi. Anh ký đi rồi anh đưa tôi làm một bản. Rồi, đây là bản của anh. Rồi.
Rồi, vậy bây giờ mình đi tìm cái quán nào có mấy em vui vui á, để ăn mừng ký hợp đồng nhà nha. Được á, chầu này để tôi lo. Thôi, tôi không có dám đi mấy chỗ đâu. À, sợ bị chụp hình quăng lên Facebook là lần sau bả không cho về nữa chứ gì. Thế lực của bệnh dữ lắm. Tôi không dám, cho tôi xin hai chữ bình yên đi. Nhìn anh á là tôi biết rồi. Thôi, mình đi nhậu lành mạnh đi ha. Ok. Thôi đi, đi. Mời bị cáo Trần Hoàng Hải. Bị cáo có mối quan hệ như thế nào với bị hại Lê Thanh Điền? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo là bạn của Nguyễn Thành Hưng. Bị cáo tình cờ biết anh Điền ngay ngày Hưng ký hợp đồng thuê nhà của ảnh. Sau đó, bị cáo có tham gia cuộc nhậu mừng ký hợp đồng với Hưng và anh Điền. Đề nghị bị cáo kể lại những gì đã xảy ra trong cuộc nhậu đó. Dạ thưa quý tòa. Vô. Hết đi này, nghỉ nha. Ủa, sao vậy? Đang vui mà. Tới trực tiếp đá banh. Tôi phải về nhà coi. Ủa, anh cũng mê đá banh nữa hả? Mê chứ. Vậy về nhà tôi coi luôn. Vừa coi vừa cá độ cho nó hứng. Thôi, tôi say quá. Tôi về nhà tôi coi. Sao vậy? Tôi biết mặc độ đâu mà bác. Không biết á. Thì bác theo tụi tôi nè. Thôi, nó không mê mấy đó. Không biết á thì cứ kể là tụi tôi. Mới đầu chơi nhỏ thôi, vui thôi. Chơi thì phải chơi lớn. Chơi nhỏ thì chơi chi? Mất hứng. Đúng rồi, chị Kiều cũng lẽ chơi còn con. Vậy chơi lớn là chơi nhiêu nè? Chơi lớn là phải vài tỷ mới chơi. Kèo này á, nhà cái chấp thắng thì thắng 5 tỷ, thua còn 4 tỷ 6 à. Chơi nha. Chơi. Giờ tôi nhắn tin luôn á nha. Thôi thôi thôi. Giờ ăn chơi với mấy ông nè. Thì tôi không có ham mê ông đâu. Rồi, tôi về. Về. Đấy. Tự. Sau cuộc nhậu đó, bị cáo có gặp lại bị hại Lê Thanh Điền không? Dạ không. Ngay hôm sau anh Điền bay trở về nước. Bị cáo gọi điện báo tin thua độ bóng đá cho anh Lê Thanh Điền vào thời điểm nào? Thưa hội đồng xét xử, 2 ngày sau khi bị hại Lê Thanh Điền về nước, bị cáo gọi điện để đòi nợ. Alo. Alo, Hưng đây. Về Bình Yên không anh Điện? Alo Hưng, tôi Bình Yên. Hưng khỏe không? Dạ, cũng khỏe. Cảm ơn anh. Ủa, bên đó giờ là mấy giờ rồi anh? 7 giờ tối. Giờ chồng tôi mới làm về. Dạ, còn bên đây là ban ngày. Ủa, bữa hổm nhậu về xong anh về luôn hay có đi đâu nữa không đó? Tôi thì về luôn. Ngủ sớm mai bay chứ đi đâu nữa. Mà Hưng gọi tôi có chuyện gì không? Dạ có chứ. Gọi để báo cho anh biết là trận banh hôm bữa anh thua. Cái gì? Trận banh nào? Có lộn không? Trận banh hôm bữa không anh nhậu. Anh giờ mắt đó. Bữa đó tôi đi dẫn rồi mà. Chứ tôi đổ anh đi vậy? Gì kỳ vậy nha nội? Bắt kèo thua xong rồi giờ nó giỡn là sao? Hôm đó rõ ràng quán nhậu, anh nhờ em bắt cái kèo nhà cái chấp thắng 5 tỷ, thua 4 tỷ 6. Có anh Hải làm chứng đó nha, đúng không Hải? Đúng rồi, hôm đó tôi chứng kiến rõ ràng. Ông nhờ Hưng bắt độ dùng, và sau đó Hưng đã nhắn tin cho nhà cái bắt kèo giùm ông mà. Đó, nghe rõ chưa? Mấy ông... Không có nói nhiều nữa. Bây giờ một á là chuyển tiền về trả trung độ ngay. Hai
là tôi sẽ ứng ra để trả cho anh trước, rồi trừ vô tiền thuê nhà hàng tháng. Tôi nói trước cho anh biết nha. Anh giỡn với tôi thì được, chứ không có giỡn được với nhà cái đâu nha. Cho dù anh có ở chân trời góc bể nào, tôi nó cũng tìm và lôi đầu anh ra được đó. Đó. Cái gì? Có chuyện gì vậy anh? Mấy thằng thuê nhà của mình ở Việt Nam á, nó mới gọi điện thoại qua đây. Nó nói anh thua độ đá banh 4.6 tỷ. Cái gì? Anh chơi cá độ đá bóng hả? Không có mà anh nào giờ không có cá độ đá banh đâu. Không có sao người ta nói? Tụi nó gài anh để lừa tiền anh thôi chứ anh đâu có chơi đâu. Làm gì không chơi mà người ta nói được? Anh giấu em phải không? Không có mà, thiệt em tin anh đi. Không có độ. Thiệt. Có thể thả ông về một mình là y rằng có chuyện mà. Ông tin á, em mới chỉ nói nữa. Nó gọi lại nè. Alo. Chào anh. Tôi là Ngọc, vợ của anh Điền. Không có nói nhiều nữa. Muốn gì thì về đây. Tôi không có giải quyết chuyện qua điện thoại nha. Thấy sao mày? Xuất sắc. Giờ thì chắc vợ chồng của nó đang cấu xé nhau ở bển á. Ủa, là sao? Thì rõ ràng bây giờ tụi nó đâu có về liền được. Con vợ sẽ nghi ngờ thằng chồng đem tiền về Việt Nam cho gái. Bây giờ á thì mình an tâm kinh doanh trên cái máy của nó mà không tốn một xu tiền thuê nào hết. Nhưng lỡ vợ chồng tụi nó tức quá, tụi nó về đây làm cho ra lẽ thì sao? Hợp đồng thuê nhà thì đã ký, nhưng còn chuyện hợp đồng chuyển cả cược đâu có ký tên gì đâu. Từ Mỹ về á không có đơn giản, phải xin nghỉ nè, xin visa nè, rồi lo đầy đủ giấy tờ hết trơn á. Mẹ an tâm đi, tao tính hết rồi, chỉ cần mày đứng ra làm chứng cho tao là được. Thôi thôi, thu hồi theo ông cho vui thôi, chứ tôi không dính dáng tới pháp luật đâu nha. Ê, mày nhớ cái trận banh vừa rồi mày thua á, ai là người cho mày mượn 10 mấy triệu để chung? Tao lo cho mày vậy thôi á. Giờ tao gặp khó, mày không giúp tao là sao? Thôi, ráng giúp tao, lo cho xong vụ này đi. Tao kinh doanh cái quán đó mà không tốn tiền thuê, còn mày á, thì được tao trừ nợ, vẹn cả đôi đường rồi. Vậy nha. Mỗi lần không có vợ là y rằng xảy ra đủ thứ chuyện à. Tụi nó bày trò vu khống, tôi đổ banh để trừ tiền nhà của mình thôi. Chứ nào giờ anh có cờ bạc đâu. Vậy lẽ nào tụi nó dám dựng lên chuyện đó? Vậy giờ anh tính làm sao? Chắc phải về gặp tụi nó để giải quyết. Chứ không á, tụi nó trừ hết tiền nhà của mình luôn á. Mỗi lần về nước á là một lần khó, còn phải giải quyết biết bao nhiêu vấn đề. Đâu phải anh cứ muốn về là về được đâu. Rồi không lẽ tụi nó biết vậy nên tụi nó làm khó mình. Từ lúc bị cáo gọi điện thoại cho đến khi vợ chồng bị hại về để giải quyết chuyện tiền bạc, thời gian đó là bao lâu? Dạ 11 tháng. Luật sư đang chờ ở nhà để tư vấn thêm cho chúng ta.
Khi mà có xin điện thoại á, anh gọi ngay cho Hưng. Hẹn là ngày mai vợ chồng mình cùng luật sư sẽ tới chỗ của Hưng để lấy tiền nhà. Đồng thời, tiến hành các cái thủ tục thanh lý hợp đồng thuê nhà cho em. Liền cho em. À, anh biết rồi. À, anh sẽ làm liền. Có chuyện gì mà kêu tao tới gấp vậy? Chết rồi mày ơi. Vợ chồng thằng Điền nhắn tin báo là đã về tới Việt Nam rồi. Ngày mai á, vợ chồng nó sẽ dẫn luật sư tới để giải quyết cái vụ mà tao không đóng tiền nhà đúng hợp đồng á. Sao mày nói mày nghĩ được cách rồi mà? Thì cũng là cãi miệng thôi. Chứ bây giờ dính tới luật sư, rồi dính tới công an nữa, sao cãi miệng được? Đó, đã tao nói không muốn dính tới pháp luật rồi mà. Bây giờ chỉ còn cách là mày phải trả tiền nhà thuê theo đúng hợp đồng cho nó thôi. Mày điên hả? Một tháng 40 triệu, một năm là 480 triệu. Tiền đâu ra tao trả? Không có tiền thì mày thuê mặt bằng làm gì? Thì tính buôn bán kinh doanh, kiếm tiền ra để trả nợ cá độ. Ai ngờ đâu xui quá, càng bắt càng thua. Làm bao nhiêu tiền á, cúng hết cho nhà cái rồi còn đâu nữa. Bây giờ tao rối quá. Mày giúp tao nha Hải, giúp tao nha. Sao tao biết được? Chuyện của mày chỉ có mày nghĩ được thôi chứ. Cái gì? Chuyện của tao hả? Ủa, hôm đó mày có thua không? Tao lấy tiền đâu ra để tao trả nợ cho mày? Rồi giờ bây giờ á, mày nói là chuyện của tao. Tao nói cho mày biết, tao mà có cái gì á, mày cũng không được yên đâu. Thôi, bây giờ mày nghĩ cách giúp tao đi. Mày với tao á phải thoát ra khỏi cái vụ này nha Hải. Ê, tao thấy á, bây giờ cần phải ngăn chặn vợ chồng tụi nó đưa chuyện này ra pháp luật. Đầu tiên là không để luật sư đi cùng tụi nó đến đây. Ai mà chẳng biết, nhưng mà làm bằng cách nào? Chị ngồi. Anh chị uống nước gì không? Cảm ơn, tôi đến đây không phải để uống nước. Chúng tôi muốn giải quyết ngay vấn đề. Thì uống nước rồi từ từ nói, có gì đâu phải nóng. Từ từ gì nữa? Tôi yêu cầu anh trả tiền thuê nhà hơn một năm qua cho tôi. Ủa? Vậy rồi tiền thu đỏ đá banh thì sao? Làm gì có chuyện đó, mấy chuyện anh bịa ra mà. Bịa ra hả? Rõ ràng là hôm đó anh nhờ tôi bắt giùm mà. Lấy gì làm bằng chứng? Chiều mà, hôm nay chơi còn có. Vậy đó là chơi nhiều. Cỡ vài tỷ mới chơi. Có hứng chứ. Rồi kéo đi nhà cái chấp thắng thắng 5 tỷ, thua có 1.6 à. Chơi nha, chơi rồi tôi nhắn tin đó. Rồi còn cái câu tôi nói giỡn sao không thu? Gì? Anh đâu phải ăn nít đâu mà anh nói giỡn là giỡn. Bây giờ bằng chứng rõ ràng vậy á, còn đòi gì nữa? Cái chuyện cá độ là phải có kèo trên kèo dưới bắt đội nào mới đúng chứ. Không cần phải nói nữa, tôi không thể chấp nhận cái chuyện thua cá độ này được. Đề nghị anh trả hết tiền thuê nhà trong suốt một năm qua cho vợ chồng tôi. Và sau đó
thanh lý hợp đồng ngay lập tức. Giận nhây quá. Bằng chứng rõ ràng là như vậy rồi còn chối nữa hả? Còn chuyện tiền thuê nhà, tôi đã ứng ra 4.6 tỷ chung trước cho nhà cá giùm anh rồi. Anh phải trả lại số tiền đó cho tôi. Nếu mà tôi không ứng ra trước á, tiền lãi tính tới bây giờ bạc tỷ rồi đó biết không? Mày đồ đất lỏng, hôm qua gọi điện thoại xin lỗi tao, hứa với tao bữa nay có tiền trả đàng hoàng, khỏi cần lẫn luật sư tới, mà bây giờ lại nói chuyện cái này. Không cần phải nói nhiều với cái thể loại này. Anh gọi điện ngay cho luật sư, nói ông báo cho công an, rồi ngay lập tức tới đây giải quyết dứt điểm cái vụ này cho tôi. Có tôi nói im ngay. Vợ chồng mày mà la lên á, tao giết ai á? Buông chồng tôi nè. Buồn buồn á, trả nợ cho tao. Tôi nợ gì đâu mà trả. Nợ tiền thua bóng đá chứ cái gì. Mày không trả thì mày phải chết. Làm ơn đừng có giết chồng tôi. Muốn trả thì trả nợ cho tao. Tôi trả mà làm ơn buông tay cho chồng tôi đi. Làm ơn đưa tiền ra ngay, không mà tao giết nó. Giờ tôi không có mang tiền nào bên người. Không có tiền á thì ghi giấy nợ. Hãy đi này, mày ghi vô đó vợ chồng mày cam kết trả nợ 4.6 tỷ cho tao vào ngày mai, sau đó 2 giờ chồng ký tên vô, nhanh lên. Còn không chịu giết hả? Tao giết nó. Dạ tôi giết. Mời luật sư bào chữa cho bị cáo. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi có mặt trong phiên tòa hôm nay để bào chữa cho thân chủ của tôi là bị cáo Nguyễn Thành Hưng và bị cáo Trần Hoàng Hải. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tôi nhận thấy thân chủ của tôi có các tình tiết cần xem xét như sau. Thứ nhất, thân chủ của tôi có nhân thân tốt và phạm tội lần đầu. Thứ hai, trong suốt quá trình điều tra và xét xử thì thân chủ của tôi cũng đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Vì vậy, tôi đề nghị hội đồng xét xử hãy áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo điểm S điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 khoảng 2 điều 51 trước khi lượng hình. Xin chân thành cảm ơn hội đồng xét xử đã lắng nghe. Cảm ơn luật sư, mời luật sư ngồi xuống. Mời đại diện viện kiểm sát trình bày quan điểm luận tội. Kính thưa hội đồng xét xử, trong phần trình bày quan điểm bào chữa của mình, luật sư đã đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo. Tuy nhiên, viện kiểm sát xét thấy rằng hành vi dùng vũ lực tấn công khiến bị hại rơi vào trạng thái không thể chống cự nhằm chiếm đoạt tài sản lên đến hàng tỷ đồng. Đây là hành vi nguy hiểm, cần được răn đe nghiêm trị trong toàn xã hội. Vì vậy, viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm luận tội của mình dành cho hai bị cáo. Tôi xin hết. Cảm ơn viện kiểm sát. Mời viện kiểm sát ngồi xuống. Trước khi vào nghị án, bị cáo được phép nói lời sau cùng. Kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo biết hành động của mình là sai, cũng vì lòng tham, thói ham mê cờ bạc đã dẫn đến ngày hôm nay. Bị cáo cũng xin lỗi bị cáo Trần Hoàng Hải vì đã khiến Hải liên lụy, cùng rơi vào con đường phạm tội. Kính mong hội đồng xét xử xem xét cho chúng tôi được cơ hội để sửa sai. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án tử hình. Dựa trên kết quả điều tra của vụ án, áp dụng khoản 1 và điểm A khoảng 4 điều 168 của Bộ luật hình sự năm 2015, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Hưng 12 năm tù,
bị cáo Trần Hoàng Hải 12 năm tù vì tội cướp tài sản. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Đồng chí đã phát hiện ra gì rồi? Nạn nhân tử vong cách đây khoảng 48 tiếng. Tử thi đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Bụng nạn nhân có 3 vết thương sâu khoảng 8cm, rộng 2cm. Các vết thương này là nguyên nhân chính dẫn đến đứt động mạch chủ, gây sốc mất máu cấp. Ngoài ra thì không còn bất kỳ dấu hiệu đầy sức nào khác. Như vậy thì bước đầu có thể dự đoán là nạn nhân chết do một vật sắc nhọn đâm phải. Đồng chí có thể xác định được hung khí mà thủ phạm đã đâm nạn nhân là loại nào không? Dựa vào kích thước đo được từ các vết thương, chúng ta có thể suy đoán được hung thủ đã dùng một con dao Thái Lan loại nhỏ để đâm nạn nhân. Đồng chí, đồng chí chụp chữ viết và vết máu này cho tôi. Dạ. Dạ xong. Đồng chí điều tra được gì rồi? Báo cáo anh, tôi đã kiểm tra kỹ hiện trường xung quanh rồi. Ngoài cái bao đựng xác này ra, không còn phát hiện gì thêm nữa. Có thể ở đây chỉ là hiện trường giả mà thôi. Nạn nhân đã bị hung thủ giết ở một nơi khác, sau đó đem xác đến đây vứt để phi tang. Đồng chí đem cái bao này về, hy vọng sẽ tìm ra manh mối. Và đồng chí nhanh chóng xuống công an xã Lộc An, liên hệ với công an xã để tìm ra tung tích của nạn nhân. Dạ rõ. Chào chị, chị có phải là vợ của ông Nguyễn Văn Học không? À, mà anh kiếm ổng chi vậy? À, ông bỏ nhà đi rồi, anh đi về đi. Tôi là trinh sát hình sự. Chúng tôi vừa phát hiện thi thể của ông Học được vứt ở rừng thông. Thi thể? Đúng vậy. Chồng của tôi chết. Anh ơi, bây giờ thi thể chồng tôi để đâu vậy? Tôi phải tới đó. Chị bình tĩnh lại đi, hiện giờ chưa gặp được đâu. Tử thi chúng tôi đang phục vụ cho công tác điều tra. Chồng tôi chết. Báo cáo anh, máu trên chiếc bao tải là máu của nạn nhân. Ngoài ra không tìm được bất cứ manh mối gì thêm nữa. Vậy còn tung tích của nạn nhân? Nạn nhân 35 tuổi, làm nghề buôn cà phê, cư ngụ tại xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Vợ nạn nhân cho biết nữa là chồng bà ta đã bỏ đi cách đây 2 ngày. Thời gian này em nghĩ khá trùng hợp với thời gian tử vong của nạn nhân. Sao? Bỏ đi à? Đúng vậy, theo lời chị Thơm, vợ nạn nhân thì... Thơm ơi! Thơm! Cái gì? Hả? Ông đi đâu mấy ngày nay mà ông về? Tao đi đâu kệ tao. Mày hỏi làm cái gì? Tôi là vợ của ông mà ông không có quyền hỏi ông hả? Tao nói tao đi đâu kệ tao. Mày hỏi chi? Được rồi, ông giỏi đó. Vậy ông đi đi, đi theo con bồ của ông đi. Cái gì? Mày nói tao theo bồ tao hả?
Mày nói tao đi theo ông bò tao đi hả? Ờ. Tao đi theo ông bò tao cho mày coi. Ông Học, ông đứng lại. Ông Học, ông Học. Đây là tin nhắn cuối cùng mà nạn nhân đã nhắn tin cho vợ. Căn cứ vào tin nhắn mà ông Học nhắn cho vợ thì trước khi ra khỏi nhà, ông Học phải đem theo điện thoại và tiền. Nhưng tại nơi phát hiện xác nạn nhân không hề có bất cứ tài sản nào cả, kể cả điện thoại. Tôi nghi ngờ đây là một vụ giết người cướp đoạt tài sản. Còn thông tin về việc ông Học có tình nhân, cậu có thông tin gì về người này không? Việc ông Học có nhân tình, đó chỉ là suy đoán của vợ ông ấy. Còn thông tin về người này thì hoàn toàn không có. Thôi được rồi, cậu cứ tiếp tục điều tra. Tôi sẽ đến những nhà hàng xóm của ông Học để tìm thêm thông tin. Rõ. Chúng tôi bình đội trọng án, chúng tôi đang thụ lý vụ án của ông Nguyễn Văn Học. Anh vui lòng cho chúng tôi hỏi thăm một số thông tin liên quan đến ông ấy. Dạ, anh cứ hỏi đi, em biết gì em sẽ trả lời. Lần cuối cùng anh gặp ông Học là khi nào? Hình như là 6:30 tối, cách đây khoảng 3 hôm á. Chú Nam ơi! Chú Nam! Ôi, nghe rồi! À, tôi qua trả tiền cà phê cho chú. Mấy cái bao cà phê tôi để quên ở nhà rồi. Thôi để vài bữa nữa tôi kêu con Thơm đem qua cho chú nha. Bữa nào rảnh thì đem qua. Ê, đang lạnh nè, vô uống vài ly ấm bụng. Thôi, tôi hẹn nhậu với anh Tám rồi. Hôm khác nha. Cảm ơn nha. Ủa, mà ông Học, ổng dính vào vụ án gì mà mấy anh điều tra ổng gì? Ông Học đã chết. Cái gì? Trời ơi, mới gặp ổng đây mà giờ ổng chết rồi. Hôm đó ổng qua nhà tôi á, rồi tôi còn rủ ổng nhậu nữa, mà ổng nói thôi ổng hẹn với ông Tám nhậu. Chúng tôi đang điều tra về cái chết của ông Nguyễn Văn Học. Gần đây anh thấy ông Học có mâu thuẫn với ai không? Dạ không, ông Học á, ổng hiền lành lắm. Sống ở đây á, bà con làng xóm ai cũng thương ổng hết trơn á. Còn đối với vợ ổng? Vợ ổng hả? Ổng là người cưng vợ nhất vùng này luôn á anh. Nhà ông Tám ở đâu vậy anh? Đó, anh bỏ hai cái nhà nữa rồi qua đó là tới đó. Thôi cảm ơn anh, tôi đi. Trời, thằng Học nó chết thằng nào sao? Đúng vậy, tối 14 tháng 12, ông Học có đến đây nhậu chứ ông phải không? Đúng rồi. Mời anh Tám. Mời. Ngon quá anh Tám. Trời đất ơi, rượu người ta ngâm cả năm trời không ngon cái lượng này. Thế hả? Mấy giờ là anh Tám? 7 giờ. Bữa nay em có hẹn với em Kết Nghĩa, bữa nay em xuống nhà em ăn nhậu. Chắc em về trước quá anh Tám. Cái gì kỳ vậy mày? Mày khen rượu ngon rồi mà không mở mày uống rồi đi về là sao? Em với anh làm ly nữa. Thôi, để bữa sau em xuống rồi em đem chặt rừng, anh em mình nhậu. Còn bữa nay anh cho em chai rượu mang về nha. Lúc đó khoảng mấy giờ và ông Học có sai không anh? 7 giờ. Nó chỉ uống với tôi có 2 ly rượu thì làm gì có chuyện say ở đây. Nhưng mà tối tôi đi ngang qua nhà nó, tôi thấy có một chiếc xe máy, chắc là xe có thằng em ở đó. Bởi vì khi từ nhà tôi về, nó có xin tôi một chai rượu để về nó uống với thằng em của nó. Ông có nhớ chính xác lúc đó khoảng mấy giờ không? Lúc đó khoảng 8 giờ. Được rồi, cảm ơn ông nhiều lắm. Theo lời Thơm thì nạn nhân về nhà trong tình trạng say xỉn. Nhưng mà ông Tám thì lại nói là nạn nhân không hề say xỉn, và khi về có mang theo một chai rượu. Có thể khi rời khỏi nhà ông Tám, nạn nhân đã gặp người anh em Kết Nghĩa và nhậu say rồi sau đó mới về nhà. Như vậy thì nạn nhân không thể về nhà vào lúc 7 giờ tối. Vì nạn nhân rời nhà ông Tám vào lúc 7 giờ thì không thể ra ngoài uống để say xỉn được. Nếu tối đó nạn nhân về nhà gặp người em Kết Nghĩa của mình
Vậy tại sao chị Thơm lại không đề cập đến chi tiết này? Lời khai của những người hàng xóm rất mâu thuẫn với lời khai của Thơm. Tôi thấy chị Thơm đang cố tình che giấu một chuyện gì đó. Đúng. Cậu tiếp tục tìm thêm thông tin. Và đặc biệt, tìm hiểu kỹ về nghề em Kết Nghĩa. Rõ. Chị có biết nghề em Kết Nghĩa của mình là ai không? Ừ, không, tôi không có biết. Tối ngày 14 tháng 12, em Kết Nghĩa này đã đến nhà chồng chị nhậu mà. Đâu có ai đâu. Có người đã thấy chiếc xe dựng ở trước nhà chị. Mà chồng tôi chết lâu rồi, mấy anh hỏi chi hoài vậy? Thôi, bây giờ tôi phải đi đưa ba cho người ta đựng cà phê nữa. Khoan đã, cho tôi coi. Thì chỉ là mấy cái bao đựng cà phê thôi mà. Tôi đi đưa mấy cái bao cho vợ chồng Hồng Nam đựng cà phê, còn hốt cho kẹp người ta nữa. Nè, cái bao này là của chị Thơm cho tôi. Ủa, Lan là tên ai? À, tên bà xã tôi. Tôi có thể mượn cái bao này về để phục vụ cho công tác điều tra được không? Dạ được. Cảm ơn anh. Báo cáo anh, bên đội phạm pháp y đã kiểm tra kỹ hai nét chữ trên chiếc bao là của một người. Như vậy thì đây không phải là một vụ án giết người cướp của như chúng ta dự đoán từ ban đầu. Đúng vậy. Tôi thấy thái độ của Thơm rất đáng nghi ngờ. Đặc biệt, cô ấy không có gì buồn sau khi chồng mình chết. Cô ta có nhắc gì về người em Kết Nghĩa không? Cô ta hình như là không biết về người em này. Và cô ấy khẳng định rằng là tối đêm hôm ông Học chết, không có ai đến nhậu với chồng mình. Đặc biệt, Thơm hay né tránh khi tôi đề cập đến người em Kết Nghĩa này. Cái bao đựng xác chết và cái bao ở nhà của nạn nhân là một. Điều này cho thấy là lời khai của Thơm có vấn đề. Tin nhắn của nạn nhân nhắn vào máy Thơm báo là mình đi Sài Gòn được xác định là nhắn sau khi nạn nhân đã chết. Sau chuỗi tất cả những sự kiện kể trên, vi phạm lớn nhất hiện nay là Thơm và người em Kết Nghĩa. Hiện trường để lại chỉ là để đánh lạc hướng cơ quan điều tra chúng ta mà thôi. Tôi hiểu rồi. Tôi hỏi lại, chiếc xe mà dựng trước cửa nhà chị vào đêm 14 tháng 12 là của ai? Chị nên trả lời ngay câu hỏi của tôi. Tôi không thấy chiếc xe nào hết. Đã có người nhìn thấy chiếc xe dựng trước cửa nhà chị lúc 8 giờ đêm ngày hôm đó. Chị trả lời sao về việc này? Tại sao chị lại khai là ông Học ngoại tình? Chị nên thành khẩn trả lời câu hỏi của tôi. Tôi... Chị khai tối 14 tháng 12, ông Học đi về trong tình trạng say xỉn. Nhưng chúng tôi chứng minh được rằng là ngày hôm đó ông Học hoàn toàn không say xỉn. Tại sao chị lại nói dối? Còn đây, chị nhìn cái bao trong tấm ảnh này. Chị biết cái bao này chứ? Dạ không, tôi không biết. Đây là cái bao đựng xác của nạn nhân là ông Học chồng của chị. Và chúng tôi chứng minh được cái bao này cùng một loại bao ở nhà chị. Cho nên chúng tôi đang nghi ngờ chị là người đã giết ông Học. Không phải tôi. Chị nên thành khẩn khai báo đi, sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Còn nếu chị quanh co, chối tội, pháp luật sẽ trừng trị chị thích đáng. Không phải tôi mà, không phải tôi, mà là... Là ai? Là anh Đức. Anh Đức là ai? Anh Đức là người em Kết Nghĩa của chồng tôi. Và cũng là người tình của tôi. Hiện giờ anh Đức đang ở đâu? Anh đang ở nhà của anh. Tại sao cô lại cố tình che giấu? Tại ông chết rồi. Anh đã giết ông. Em bình tĩnh đi.
Nghe anh nói nè, em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Nếu yêu anh á, phải giúp đem cái xác ông vô quăng đi. Không được, em sợ lắm, em không làm được đâu. Nếu mà em không làm á, phát hiện ra em cũng không có thoát đâu nha. Bây giờ em làm sao? Bây giờ em làm gì bây giờ? Bây giờ em lấy cái bao, anh bỏ xe ông vô rồi đem ra rừng quăng thôi. Cái bao? Đi đi. Cái bao? Anh ơi, con dao. Em đem chôn đi, nhanh lên em. Cũng chính vì vậy mà cô cố tình khai man để đánh lừa cơ quan điều tra. Tôi khuyên cô, hung khí hiện giờ đang giấu ở đâu? Cô đưa chúng tôi đến để thu hồi. Dạ. Yeah. Tại sao anh lại giết ông Học? Cô Thôn đã khai nhận toàn bộ sự việc. Tôi nghĩ anh cũng nên thành khẩn khai báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Anh nhớ em quá. Thôi xạo quá đi. Nhớ người ta mà mấy ngày nay không qua gặp. Anh phải đợi em báo ông đi rồi anh mới qua được chứ. Mà mấy ngày nay á, ông ở nhà không à. Ông không có đi Sài Gòn giữ hàng đâu. Mẹ dám, dám lập bộ với nhau hả? Còn lăn lộn, em trai kết nghĩa của tao mày của ông ta. Mày đừng áp tục mày nữa. Vợ tao mà mày cũng không ta. Mày anh đánh tôi hả? Ông đánh tôi hả? Đánh hả? Sau khi giết ông Học, ai đã lấy điện thoại của ông Học để nhắn tin vào máy của cô Thôn đánh lạc hướng cơ quan điều tra? Là tôi. Sau đó thì sao? Sau đó Thơm phụ tôi bỏ xác ông Học vào bao, và tôi là người dỡ xác ông Học ra rừng để phi tang.